Thưa quý vị và các bạn, Quảng Bình hợp tác và phát triển bền vững là chủ đề của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 vừa được tổ chức vào ngày 27 tháng 8 tại thành phố Đồng Hới. Đây là diễn đàn để các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cùng trao đổi, nhận diện rõ hơn những tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư vào Quảng Bình. Nằm trên các tuyến đường huyết mạch nối hai đầu đất nước, đường sắt Bắc Nam, quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh có vị trí chiến lược quan trọng trên hành lang kinh tế Đông Tây với quốc lộ 12A qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Quảng Bình là đầu mối trung chuyển quan trọng cả về đường sắt, đường bộ, đường biển, đường hàng không của khu vực và cả nước. Quảng Bình được thiên nhiên ưu đãi, có rừng, có biển và có nhiều cảnh quan thiên nhiên danh thắng đẹp. Đặc biệt, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Đồng Xuân Đòn là hang động lớn nhất thế giới. Quảng Bình có nhiều tiềm năng để trở thành trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước và khu vực. Cùng với tiềm năng phát triển dịch vụ du lịch, năng lượng tái tạo, Quảng Bình còn có tiềm năng công nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn và hiệu quả cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Để khai thác những tiềm năng lợi thế đó, tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn McKinsey & Company Việt Nam xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình. Tôi muốn nói với các nhà đầu tư rằng tỉnh luôn luôn đồng hành cùng nhà đầu tư và có cái hiệu quả của nhà đầu tư là hiệu quả kinh tế xã hội của tỉnh. Khi dự án đi hoạt động thì tỉnh càng phải cùng với nhà đầu tư để mà tháo gỡ khó khăn. Tỉnh không thể là xa lánh nhà đầu tư được và luôn luôn đồng hành với nhà đầu tư. Đến nay, nhiều nhà đầu tư, nhiều thương hiệu lớn đã có mặt tại Quảng Bình như Vingroup, FLC, Pullman, SCG, CP của Thái Lan, Linfox của Úc, đầu tư trên các lĩnh vực trung tâm thương mại, khách sạn, sân golf, nuôi trồng thủy sản, logistics, vật liệu xây dựng. Hiện nay thì chúng tôi cũng hợp tác với Tổng công ty Du lịch Hà Nội để đầu tư dự án Pullman ở Bảo Ninh. Bên cạnh đó thì công ty của tôi cũng đang thực hiện đầu tư cái dự án Movenpick Cancer. Qua hai cái dự án đã và đang thực hiện đầu tư và các dự án tiếp theo thì chúng tôi nhận thấy là chính quyền của tỉnh và tạo điều kiện rất là tốt, các thủ tục pháp lý là nhanh gọn và luôn luôn hỗ trợ cho nhà đầu tư yên tâm để thực hiện đầu tư dự án. Đấy, với cái tinh thần hỗ trợ tối đa của chính quyền tỉnh như hiện nay thì công ty cổ phần Vingroup cũng quyết tâm sẽ thực hiện đầu tư các dự án ở tỉnh Quảng Bình và kêu gọi các thương hiệu của quốc tế để đầu tư vào dự án ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 là diễn đàn để các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cùng trao đổi, nhận diện rõ hơn tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư vào Quảng Bình. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng hơn 700 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Các đại biểu là các chuyên gia của các bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đại diện các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đã chia sẻ những ý kiến tâm huyết về các vấn đề du lịch, năng lượng tái tạo và nông nghiệp ứng dụng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của tỉnh Quảng Bình trong việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng với những tiềm năng và lợi thế của mình, cùng với tư duy và cách làm mới, sáng tạo, tỉnh Quảng Bình sẽ có bước phát triển mới và là nơi đáng sống, xứng đáng là viên kim cương màu xanh của châu Á. Quảng Bình hoàn toàn có thể là một lựa chọn xuất sắc để tạo nên những ấn tượng đầu tiên mới lạ và sâu sắc về một Việt Nam được yêu thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Là vùng đất huyền bí, một viên kim cương xanh độc nhất vô nhị, một nền văn minh cổ thuộc hàng ngũ những nền văn minh lâu đời nhất châu Á. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 66 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 168.800 tỷ đồng.
trao biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Các ngân hàng cũng trao thỏa thuận cấp tín dụng cho 11 dự án với tổng số vốn hơn 30.000 tỷ đồng. Nhân dịp này, đại diện các ngân hàng và các doanh nghiệp đã trao tặng gói tài trợ an sinh xã hội cho tỉnh Quảng Bình với tổng trị giá hơn 10,5 tỷ đồng. Tập đoàn Pacific Healthcare chọn Quảng Bình làm một cái điểm đầu tư tiếp theo trong cái chuỗi đầu tư của tập đoàn. Là thứ nhất, tôi là một người con quê hương, xa quê hương 25 năm, làm ăn ở Sài Gòn, làm ăn ở nhiều khu vực. Ít nhiều thì đến nay tập đoàn cũng đã có một cái điều kiện đủ để tập trung về Quảng Bình, tập trung cho quê hương. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về mặt vận hành thì Quảng Bình cũng đã có những cái chính sách thu hút đầu tư đã thay đổi so với quá khứ. Đây cũng là một bước tiến đối với Quảng Bình, thúc đẩy cho tập đoàn Pacific Healthcare có những cái định hướng và có những cái quyết tâm để về với Quảng Bình trong cái dịp này. Thứ nhất là cung cấp những cái thông tin đầy đủ giúp cho các nhà đầu tư có thể đánh giá được cái cơ hội, họ có thể nhìn thấy tiềm năng và họ đánh giá được cái cơ hội. Cái thứ hai nữa là tỉnh cũng sẽ có những cái hoạt động làm cải thiện cái môi trường đầu tư, ví dụ như là xem xét là minh bạch hóa các cái thủ tục để giúp cho những nhà đầu tư có thể thuận tiện trong cái việc triển khai các cái thủ tục của mình. Và một cái điểm mà chúng tôi rất mong muốn đó là thực sự nói là những ngày đến liệu chúng tôi mong muốn là tỉnh sớm có ban hành rất là đầy đủ và chi tiết các cái quy hoạch liên quan đến phát triển kinh tế xã hội chung cũng như là quy hoạch phát triển của từng ngành. Với chúng tôi là những người nhà đầu tư thì chúng tôi muốn nhìn rõ được cái quy hoạch của tỉnh, thì trên cơ sở đó chúng tôi có cái định hướng nó đúng đắn cũng như là chúng tôi có thể đánh giá được cái cơ hội đầu tư của mình. Ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng mong muốn là tỉnh sẽ tạo ra một cái sân chơi để cho các nhà đầu tư xem xét và chứng minh cái năng lực của mình. Phát biểu kết luận hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cảm ơn những ý kiến đóng góp, sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện của các bộ ngành, các nhà đầu tư đối với Quảng Bình. Để sớm hiện thực hóa những nội dung mà hội nghị đã thống nhất bàn thảo và ký kết tại hội nghị hôm nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cam kết: thứ nhất, Quảng Bình luôn xem thành công của các nhà đầu tư là thành công của tỉnh Quảng Bình. Tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng với các nhà đầu tư tham gia định hướng, tạo mọi điều kiện và hỗ trợ tích cực nhất các nhà đầu tư khi đến với tỉnh Quảng Bình. Thứ hai là thực hiện nhất quán chính sách ưu đãi và hỗ trợ về thuê đất, đầu tư kết cấu hạ tầng, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đào tạo lao động và các cơ chế chính sách hỗ trợ khác của tỉnh, xử lý ngay các khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư. Thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng ổn định, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, giúp các doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả cao. Thứ tư là xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ luật kỷ cương, gương mẫu, thân thiện, gần gũi, lắng nghe và giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư. Với phương châm hợp tác cùng phát triển, xem sự thành công của doanh nghiệp cũng là sự thành công của tỉnh Quảng Bình. Doanh nghiệp có phát triển thì Quảng Bình phát triển. Sự thông thoáng trong chính sách thu hút đầu tư sẽ mở ra nhiều cơ hội mới để Quảng Bình vươn mình vượt lên khó nghèo. Những dự án đầu tư hôm nay sẽ là tương lai cho một Quảng Bình hội nhập và phát triển bền vững ngày mai.